Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con ba bê và một con kem ba bê nha các bạn. Có nghĩa là mẹ kem bơm ba bê đó các bạn. Gà là con này trắng nè các bạn. Giò cẳng xương sóc đồng bộ nè các bạn thấy không, đòn dốc có nha. Con này thì con trắng này cao tầm 1m2 bò nha các bạn, thiếu đủ 1m2 bò. À, đòn dốc có, giò cẳng lớn nè các bạn, chân móng hoàn thiện các bạn thấy không, cậy đuôi cũng lớn nha, rất là có đòn. Còn con ba bê đen này là 1m2 bò nha các bạn, 1m2 bò. À, chân móng là móng sò hoàn thiện hết tất cả các bạn. Cậy đuôi cũng lớn nữa. Nói chung là bò này rất là có đòn. Rất thích hợp cho các bạn là nuôi thịt nha các bạn. Còn con bên đây là cao 1m15 bò nè các bạn, cũng ba bê luôn nha. Chân móng hoàn thiện hết, đòn dốc có. Nói chung là ba con bò này con nào cũng có đòn nha các bạn. Ba con này thì chủ báo giá là 89 triệu nha các bạn, 89 triệu. Bò rất là mầm bò nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha các bạn. Mình comment số điện thoại trên video nha các bạn. Bò rất là mầm bò. Con nào cũng có đòn dốc hết. Dàn xương rất lớn nha các bạn. Ba con này thì chủ báo giá là 89 triệu. 89 triệu nha các bạn. Đòn dốc có hết. Con này 1m15 bò nè các bạn thấy không. Dàn xương, dàn chân đồ có hết nha các bạn. Bò này là bò lỡ nha, ba bê lỡ. Còn con trắng này hiểu đủ 1m2 bò nè các bạn. Dàn xương, dàn chân đồ rất lớn nha, có đòn. Bò rất phàm ăn nha các bạn. Bò cậy đuôi cũng lớn nữa. Đòn có, đầu to nha các bạn. Những cái con bò mà các bạn nuôi để vỗ béo hay lên thịt đó, các bạn nên chọn những cái con mà có đầu to nha. Và dàn lưng phải dài nha các bạn. Là cái đòn á, đòn dài. Bò này thì vô dàn bò lỡ hết nha các bạn. Bò con này là hiếu đủ 1m2 nè các bạn. Dàn xương, chân móng đồ hoàn thiện hết tất cả nha. Đó, cái đầu rất to nè các bạn. Ba con này thì cái con giữa là 1m2 bò nè các bạn, con kia thì 1m15 bò. Còn con trắng là hiếu đủ 1m2. 89 triệu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh ba con bò đực siêu này lại một lần nữa nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha các bạn. Mình comment số điện thoại mình trên video nha các bạn. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.